khi mà tôi được bổ nhiệm làm đại sứ ở Mỹ sang đây đấy, thì tôi nghĩ rằng cái thời gian học ở Mỹ nó cũng có tác dụng thuận lợi hơn cho tôi so với những người không học ở Mỹ. Ở chỗ là đi đến đâu khi giới thiệu về tiểu sử của mình thì người ta cũng biết là người đã học ở Mỹ, cũng như bạn thôi, nếu mà bạn người nhìn thấy một người nước ngoài nào đã học ở Việt Nam thì thường là mình cũng có cảm tình hơn. Ngày thứ hai nữa là đi đâu mà giới thiệu là cũng học Fulbright, cũng học ở trường Fletcher, nhất là trong giới ngoại giao ở đây ấy, thì họ cũng rất biết về trường đó, trong cái trường đào tạo về cao học về ngoại giao đầu lâu năm nhất của Mỹ, thì nó cũng tạo hơn cái thuận lợi hơn, cái thiện cảm hơn và dễ trao đổi hơn.